Thưa quý vị và các bạn, trước Tết Nguyên đán là thời điểm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, cùng với sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ủy chính quyền thành phố đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng công an thành phố Thanh Hóa và các phường xã tăng cường các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Thành phố Thanh Hóa là một trong những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự công cộng, bởi nơi đây tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chợ, khách sạn, nhà hàng, bến xe, nhà ga. Xuất phát từ thực tế trên, các đối tượng tội phạm thường xuyên lợi dụng để hoạt động, nhất là dịp trước Tết Nguyên đán. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thành lập được tổ an ninh. Đa số lực lượng này được tập huấn nghiệp vụ và được trang bị các phương tiện dụng cụ hỗ trợ công tác tuần tra bảo vệ tại đơn vị. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã trang bị hệ thống giám sát an ninh thông minh hiện đại nhằm hỗ trợ tích cực hơn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đơn vị thường xuyên phối hợp với về công tác đảm bảo an ninh trật tự như phòng quản lý hành chính công an tỉnh Thanh Hóa, về phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thanh Hóa và thường xuyên có cái cuộc làm việc, trao đổi, hướng dẫn để cho cái công tác phòng cháy chữa cháy được tốt nhất. Ngoài ra chúng tôi tuyên truyền và hướng dẫn đến toàn thể cán bộ công nhân viên của khách sạn để nắm vững được các cái bước cũng như các cái bước cụ thể cũng như các cái tình huống xảy ra để đảm bảo rằng là cái việc phòng cháy chữa cháy được tốt nhất của đơn vị. Cùng với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cấp ủy chính quyền các phường xã cũng đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống đột xuất có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng. Các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện và tố giác tội phạm, chủ động phối hợp với lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể của địa phương để phòng ngừa tội phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, thực hiện ký cam kết với các hộ dân, hộ kinh doanh, đảm bảo không vi phạm về an ninh trật tự, cấm buôn bán pháo, vật liệu nổ. Với một cái đặc thù là một trong những phường trung tâm, cho nên là tiềm ẩn rất nhiều cái phức tạp. Cho nên chúng cấp ủy và chính quyền của phường chúng tôi xác định là phải tăng cường các cái giải pháp hiệu quả và phải triển khai một cách hết sức cụ thể, nắm bắt kịp thời các cái tình hình và dự báo tình hình để mà có các cái giải pháp chủ động trong cái vấn đề thực hiện. Và theo đó thì bám sát các cái kế hoạch cũng như là các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi triển khai đầy đủ. Và ngoài ra chúng tôi chú trọng cái việc mà triển khai cái công tác thực hiện tại địa bàn và khu dân cư. Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an thành phố đã tập trung trấn áp các loại tội phạm, trong đó mở các đợt cao điểm tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người cho các doanh nghiệp khu công nghiệp Tây Bắc Ga, các cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục, học nghề, hộ kinh doanh trong chợ, nhà hàng, nhà trọ, ngành nghề có điều kiện, quán bia. Đặc biệt, Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền cảm hóa giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho thanh thiếu niên có nguy cơ phạm tội và vi phạm pháp luật. Thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Cục Cảnh sát Giao thông, của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, thì Công an thành phố Thanh Hóa trong cái thời gian vừa qua đã và đang triển khai quyết liệt các cái giải pháp, đồng bộ các giải pháp về cái bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Và để mà làm được điều đấy thì chúng tôi ngoài cái việc tăng cái kiểm tra, kiểm soát địa bàn 24/24 giờ thì chúng tôi đã và đang tham mưu để triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dự báo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán có nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các phường xã, thì vai trò của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm. Có như vậy, mọi người mọi nhà mới được vui xuân đón Tết bình yên.